Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với ngày thứ 3 của lớp học Tarot cùng Tiến Trần. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề là thanh tẩy và chăm sóc những lá bài. Cái phần thanh tẩy với những lá bài rất là quan trọng các bạn. Tại vì khi mà chúng ta xem bài, chúng ta có cảm giác là chúng ta không còn kết nối được với những lá bài nữa, thì chúng ta nên bắt đầu cái sự thanh tẩy những lá bài của mình. Thì những cái trường hợp mà chúng ta cần phải thanh tẩy những lá bài thì thường mình sẽ nêu ra một cái trường hợp gọi là thường phải thanh tẩy, thường gặp trong cái vấn đề mà chúng ta xem bài á, thì ta sẽ thường gặp những cái trường hợp như vậy, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thanh tẩy bài của chúng ta. Cái trường hợp đầu tiên là chúng ta làm rớt bài xuống đất. Rất là nhiều bạn trong quá trình xem sẽ vô tình chúng ta xào bài hay chúng ta giải bài đó, chúng ta làm rớt bài xuống đất, và ngay lập tức sau đó các bạn nên thanh tẩy bài của các bạn. Vấn đề thứ hai là chúng ta nên thanh tẩy bài sau khi cái bộ bài chúng ta đưa cho người khác sử dụng. Có nghĩa là người khác cầm thì không sao, các bạn, người ta cầm bộ bài của bạn không sao, nhưng khi mà một người khác đã cầm bộ bài của các bạn và xào và đã sử dụng, đã rút lá bài và đọc lá bài đó, thì khi các bạn cầm lại bộ bài của các bạn thì các bạn cũng nên thanh tẩy. Và cái trường hợp tiếp theo nữa chính là các bạn đã xem bài quá nhiều, có nghĩa là các bạn xem liên tục bộ bài đó trong một thời gian rất dài, các bạn cũng nên thanh tẩy luôn để đảm bảo được cái xác suất chính xác của từng lá bài. Và cái cuối cùng và một cái nguyên nhân tiếp theo cũng là nguyên nhân mà bản thân mình hay gặp nhất đó, chính là nguyên nhân là vừa xem cho một người có một cái câu chuyện, có một cái tinh thần, có một cái cảm xúc rất là tệ cho các khách hàng của mình đó, tức là họ đến với mình trong một cái tình trạng là mọi thứ của họ rất là tệ và họ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thì khi xem cho những người như vậy xong thì bạn cũng nên thanh tẩy cái bộ bài của các bạn. Thì thường là chúng tôi đi xem bài, chúng tôi sẽ có ít nhất là 2 bộ bài cho người. Lúc này cũng chặt chúng tôi có 2 bộ bài hết. Để khi chúng tôi trải qua những cái trường hợp như vừa rồi á, thì bản thân mình thì mình hay là cất bộ bài đi và mình dùng bộ bài mới, mình xem tiếp tục những cái khách tiếp theo. Hay thường là như vậy. Vậy thì cái cách thanh tẩy là như thế nào? Đầu tiên chúng ta đến một cách dễ dàng nhất á, đó chính là sắp xếp lại cái thứ tự trật tự của bộ bài. Đây sẽ là cái cách mà gọi là xài, mình dùng tạm thời để chữa cháy trong một số cái trường hợp mà nếu bản thân mình không có được cái bộ bài thứ hai mang theo, chỉ có một bộ bài thôi mà nó xảy ra những cái trường hợp như trên, thì cái cách dễ dàng nhất là sắp xếp lại toàn bộ thứ tự bộ bài là từ bộ chính, từ đầu full tới đầu world, sau đó là những cái bộ phụ, nó sắp xếp theo cái đúng thứ tự, đặt lên nhau, xào bài trở lại, chẻ bài trở lại, thì nó sẽ là một cách thanh tẩy đơn giản nhất của bộ bài, tức là làm cái bộ bài nó refresh lại cái trạng thái ban đầu của nó. Cái này thì là mình khuyến khích sử dụng chữa cháy trong những trường hợp chúng ta không có những cái dụng cụ để thanh tẩy, hoặc là không có thời gian để thanh tẩy, thì chúng ta và không có bộ bài để thay thế, chúng ta nên dùng cái cách này, cách đơn giản nhất, nó cũng làm cho cái bộ bài chúng ta nó refresh lại được cái sự trong sạch của nó, và nó làm cho chúng ta xem được tiếp tục luôn. Cái đó là một cách để chữa cháy thôi ạ. Và cách thứ hai mà mình recommend ở đây thì nó sẽ là một cái cách chúng ta xông với cái thảo mộc. Chúng ta có thể dùng là xô thơm nè, hoặc là gỗ chắc xanh nè, hoặc là các bạn có thể xông bất cứ một cái thảo mộc nào mà các bạn được biết nó tẩy uế, hoặc là trầm cũng được nè, hoặc là lá bưởi cũng được, tất cả những cái thảo mộc gì mà các bạn cảm giác là nó có thể tẩy uế được, chúng ta biết là nó có thể tẩy uế được, thì đó cũng là một cách. Thì các bạn có thể đốt nó lên, đốt những cái thảo mộc đó lên, chúng ta hơ từng lá bài đó qua cái phần này, cái làn khói thảo mộc đó, thì cái đó là cách để là thanh tẩy và sắp thanh tẩy, là sau khi chúng ta thanh tẩy xong, sắp xếp bộ bài chúng ta xào lên để chúng ta cất đi, thì cái đó sẽ là cách khá là hay. Mình là rất là hay xài cách này, nhưng mà mình sẽ xong chồng nhiều hơn rồi. Và cái cách thứ ba, chúng ta có thể là chôn bộ bài vào trong muối. Cái cách này nó sẽ giúp cho bộ bài chúng ta được hút ẩm, cũng như là bảo vệ được cái bộ bài của chúng ta, cũng như là thanh tẩy nó khá là tiện lợi. Nhưng mà cái cách này á thì nó đòi hỏi thời gian khá là nhiều, từ cái mức độ là chôn trong muối nó sẽ khá là lâu các bạn. Vậy thì chôn nó 3-4 ngày, như chúng ta nếu chúng ta không sử dụng cái bộ bài nữa, thì chúng ta có không sử dụng một cái bộ bài của chúng ta trong một thời gian dài á, thì chúng ta có thể chôn vào trong cái muối được. Và khi chúng ta chôn như vậy á thì nó sẽ bảo quản được bộ bài của chúng ta hút ẩm, cũng như là nó thanh tẩy luôn. Và các cái tinh thể muối á thì nó sẽ giữ cái năng lượng lại cho bộ bài của chúng ta, cho nên là cái phần gọi là cái năng lượng sạch đó, nó sẽ được giữ cho bộ bài của chúng ta rất là nhiều, và nó luôn luôn nó có một cái sự tươi mới cho bộ bài, và khi các bạn sử dụng tiếp tục á thì nó sẽ mang đến cái hiệu quả rất là cao. Cái này là sẽ sử dụng khi mà các bạn không có sử dụng bộ bài trong một thời gian dài, bạn nên làm như vậy.
chung trong muối. Và hiện tại bây giờ thì mình thấy là có rất là nhiều nơi họ bán muối Himalaya, các bạn muối hồng á, thì bạn nên sử dụng cái muối đó sẽ tốt hơn cái muối ăn các bạn. Thì cái muối đó nó sẽ hút ẩm tốt hơn rất là nhiều. Rồi các bạn nếu mà bạn chung muối, bạn lưu ý là các bạn phải lấy một cái bịch, một cái bao ni lông hoặc là một cái miếng vải gì đó, chúng ta phải bao vào bạn ta lại nha các bạn, chú ý bao vào bài lại chứ mà không chung trực tiếp luôn nha, không chung trực tiếp nha các bạn, mà bao lại nó sẽ chôn trong muối, thì cái đó sẽ là cái cách tốt nhất để giữ cái bộ bài chúng ta nó không bị ẩm mà cũng như là nó được thanh tẩy trong quá trình thời gian dài. Sau khi đó ta sử dụng trở lại thì nó sẽ rất là tốt. Và cái một cái phần quan trọng nữa mà cũng nói đó chính là về cái câu chuyện là bảo quản cái lá bài như thế nào, bảo quản cái lá bài như thế nào. Thì cái chuyện đầu tiên khi các bạn mua một bộ bài tarot về á, thì mình thấy là cái chuyện quan trọng nhất là chính là cái túi bài. Các bạn bắt buộc phải mua cái túi bài các bạn. Một số shop thì mình thấy là có tặng thêm túi bài, thì cái đó là rất là quan trọng. Tại vì các bạn không thể nào mà các bạn chỉ sử dụng cái hộp của cái bộ bài không mà bảo quản lá bài được, tại vì cái hộp nó bằng giấy và nó sẽ bị mốt và chắc chắn là sẽ không có tốt được. Các bạn nên mua thêm một cái túi bài để mà bỏ bài vào trong đó, nó sẽ giữ cho bộ bài chúng ta nó được sạch sẽ cũng như là nó được đầy đủ hơn là sử dụng cái hộp nha các bạn. Có túi bài rồi, vấn đề tiếp theo nữa là chúng ta sẽ, nếu các bạn kỹ hơn, chúng ta nên mua cái hộp gỗ, chúng ta bỏ bộ bài chúng ta vào. Lưu ý với các bạn là các bạn nên mua hộp gỗ, đừng mua hộp sắt hoặc là hộp nhựa, lưu ý nha. Tại sao phải hộp gỗ? Dạ, kính thưa các bạn luôn là hộp gỗ nó chống ẩm tốt hơn, cho nên là bộ bài của các bạn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, so với chống ẩm được tốt hơn rất là nhiều so với những cái hộp kia. Rồi, và cuối cùng là các bạn bỏ vào trong cái hộp gỗ như vậy thì chúng ta nên bỏ thêm một số cái tinh thể thạch anh thì gọi là đá thạch anh các bạn. Và cái đó thì nó tùy vào cái sở thích của các bạn giữ cái tinh thể thạch anh trong cái hộp chung với bộ bài của các bạn, thì cái này nó sẽ giữ một cái từ trường, một cái nguồn năng lượng nó sạch cho bộ bài của các bạn, và các bạn sử dụng nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Đó là cách bảo quản cũng như là cách mà mình thanh tẩy cái bộ bài của mình, thì mình đã trình bày tất cả mọi thứ các bạn rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những ngày tiếp theo của lớp học của chúng ta.